Ở trận ra quân League 1, với việc đẩy Mbappé lên khán đài dự khán trận đấu, PSG đã có trận hòa không bàn thắng trước Lorient. Đội bóng thủ đô Paris buộc phải quay xe, đồng ý để Mbappé trở lại tập luyện và thi đấu cho đội 1 khi bước vào vòng 2 và làm khách trên sân của Toulouse. Tuy nhiên, Mbappé không được huấn luyện viên Luis Enrique điền tên trong đội hình xuất phát do anh chưa đủ thể lực. Dù vậy, dàn sao của PSG vẫn dễ dàng làm chủ thế trận và gây áp lực rất lớn về phía khung thành của đội chủ nhà. Mặc dù tạo ra không ít cơ hội trong hiệp 1, nhưng các chân sút của nhà đương kim vô địch, đặc biệt là tân binh đắt giá Gonçalo Ramos vẫn không một lần đưa được bóng vào lưới. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Enrique quyết định đưa Mbappé lẫn tân binh Ousmane Dembélé vào sân nhằm thay đổi tình hình và ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 60, Mbappé có pha đột phá trong vòng cấm buộc hậu vệ của Toulouse phải phạm lỗi. Và trên chấm 11m, đích thân tiền đạo tuyển Pháp bước lên thực hiện thành công mở tỷ số cho PSG. PSG thậm chí còn bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt và nhà đương kim vô địch đã phải trả giá. Phút 85, Hakimi phạm lỗi trong vòng cấm khi dẫm lên chân của Abouhalan trong pha tranh chấp bóng ở rìa đường biên và PSG bị thổi phạt đền. Cũng chính Abouhalan tự tin dứt điểm trên chấm 11m đánh bại thủ thành Donnarumma để giữ lại một điểm cho Toulouse. Như vậy, PSG vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở League 1 sau 2 vòng đầu tiên.